Nhân ngày chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng 28 tháng 8, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đưa vào sử dụng ứng dụng khảo sát lấy ý kiến về mức độ sẵn sàng và nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp trên địa bàn. Cụ thể, toàn bộ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đều có thể truy cập vào trang web dx.danang.gov.vn, đăng ký tài khoản sử dụng và cung cấp thông tin cho ý kiến theo 11 nhóm tiêu chí, bao gồm thông tin chung của doanh nghiệp, lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh, định hướng chiến lược, trải nghiệm khách hàng, chuỗi cung ứng, hệ thống công nghệ thông tin và quản trị dữ liệu, rủi ro và an toàn mạng, công tác quản trị doanh nghiệp, con người và tổ chức, khó khăn và đề xuất. Hoạt động này nhằm giúp doanh nghiệp nhận biết khả năng hiện tại, mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của mình, đồng thời là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng các chương trình kế hoạch và triển khai các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số phù hợp theo yêu cầu thực tiễn. Thưa quý vị, COVID-19 hiện nay đang diễn biến phức tạp và gây ra nhiều tác động tiêu cực trên toàn cầu. Nhưng điều này cũng đem lại mặt tích cực khi được xem là chất xúc tác để thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển đổi số tại nhiều quốc gia. Tại Đà Nẵng, việc chuyển đổi số thời gian qua được thành phố tích cực triển khai, nhất là ứng dụng mạnh mẽ vào công tác phòng chống dịch. Chuyển đổi số hiện nay cũng được xem là chìa khóa chính để Đà Nẵng tiếp cận hiệu quả của cách mạng công nghiệp 4.0. Phóng sự được thực hiện nhân ngày chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng 28 tháng 8. Dễ dàng theo dõi các điểm cách ly tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các vùng cách ly y tế, chốt kiểm soát dịch bệnh theo thời gian, các khu vực của bệnh nhân nhiễm COVID-19, những nơi họ đã đến trong vòng 14 ngày. Đó là những tính năng nổi bật của ứng dụng bản đồ COVID-19. Ra đời từ tháng 8 năm 2020 và được phát triển, hoàn thiện bởi Trung tâm Dịch vụ Công Đà Nẵng. Đến nay, ứng dụng này là một trong những kênh thông tin toàn cảnh, trực quan và chính xác nhất về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Sở Thông tin Truyền thông cũng có chỉ đạo cho Trung tâm Thông tin Dịch vụ Công cùng với lại các đơn vị phối hợp thống kê, tổng hợp lại các dữ liệu và số hóa và đưa lên trên cái cổng dữ liệu mở thành phố Đà Nẵng để giúp cho cái việc tìm kiếm, tra cứu thông tin dịch tễ, lịch sử di chuyển của bệnh nhân nó thuận lợi hơn. Ngoài ra thì người dùng cũng có thể tra cứu thông tin này thông qua cái ứng dụng Zalo của Tổng đài 1022 Đà Nẵng. Thì qua cái ứng dụng này thì chúng tôi cũng mong muốn là kịp thời cung cấp cái thông tin về lịch sử di chuyển của người bệnh để cho cộng đồng biết và tự bảo vệ mình. Ngoài bản đồ COVID-19, Đà Nẵng qua các đợt dịch đã triển khai hiệu quả các ứng dụng khai báo y tế trực tuyến, ứng dụng QR code trên thẻ đi chợ, giấy đi đường, vòng tay theo dõi F1 tại nhà, qua đó đóng góp hiệu quả vào công tác phòng chống dịch và khẳng định khả năng sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ của Đà Nẵng. Tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh và nhất là xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu để đáp ứng kịp yêu cầu về chuyển đổi số đã được Đà Nẵng xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đây cũng chính là yêu cầu đặt ra của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông thành phố vào đầu năm nay. Cơ sở dữ liệu chính là tài nguyên và chính là tài sản, và ở bất kỳ một quốc gia hay một địa phương nào, nếu có được cơ sở dữ liệu là sẽ là một trong những cái nguồn lực để cho sự phát triển. Sở Thông tin Truyền thông phải thực sự là cái cơ quan tham mưu, giám sát và kết nối cái hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng thành phố thông minh và chuyển đổi số ở các sở ngành và các quận huyện. Hiện nay, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành nghị quyết số 05 về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, xác lập chuyển đổi số là động lực trong phát triển thành phố, là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài, đồng thời đề ra nhiều mục tiêu cụ thể. Trong đó, đến năm 2030, Đà Nẵng hoàn thành cơ bản chuyển đổi số, hình thành thành phố thông minh, thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số và dẫn đầu về an toàn thông tin thương mại điện tử của cả nước. Đây chính là cơ sở quan trọng để Đà Nẵng thúc đẩy hơn nữa chuyển đổi số, góp phần vào công tác phòng chống dịch tại địa phương cũng như tiếp cận hiệu quả của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu.